nhà em lên một con đồng hồ Casio G-Shock nguyên full box luôn nha. Đây, của Nhật luôn, hàng từ Nhật mới về luôn. Đây, nguyên hộp sản xuất tại Nhật luôn. Xịn sò, sạc pin năng lượng. Đây, dòng Casio MTG nha. Đây, hầm hố dây thép mà giá thì em bán bằng con dây cao su nha. Đó, pin năng lượng nha, mức pin đang ở mức H là cao nha, hiển thị đầy đủ thông tin ngày 2 tháng 7 thứ bảy luôn. Đó, giờ thế giới nè, lịch sử gì nè, báo thức nè, có bốn báo thức với một báo thức lặp lại và báo tiếng nữa nha. Đó, bấm giờ nè. Đó, và nút này nút đèn này nha. Đó, có đèn tự động luôn nha, để em test cho. Đó, đèn tự động nha. Đó, rất là xịn sò luôn, nguyên hộp luôn nha. À, nó có chức năng tự chỉnh giờ bằng điện thoại luôn nha. Đây, đèn lúc này là red nè. Đây, từ nha. Đó, rất là đẹp, hầm hố luôn nha, full chức năng luôn. Rồi, em mời cả nhà nha.